Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, chúng ta thường nghe đến cuộc sống an nhiên hay là một đời an nhiên, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về câu nói này. An nhiên xuất phát từ Phật giáo, theo đó giữa cuộc sống xô bồ hối hả, tâm cần phải được tĩnh giữa dòng đời và luôn giữ được trạng thái không muộn phiền, luôn vô lo vô ưu. Có như vậy thì cuộc sống mới có thể thanh thản trong tâm hồn và cuộc sống mới thực sự là bình yên. Xuất phát từ Phật giáo, an có nghĩa là bình an, yên tĩnh, không đấu tranh. Nhiên có thể hiểu là không gượng ép, mọi thứ xảy ra đều thuận theo tự nhiên. An nhiên chính là nói tới trạng thái về tâm hồn ung dung tự tại, không lo nghĩ, không ưu phiền. Cuộc sống an nhiên chính là trạng thái tự do, không bị vướng bận bởi áp lực tiền tài danh vọng, những suy nghĩ tiêu cực. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày, diễn ra bình lặng, êm đềm, không bị gượng ép, cưỡng cầu mà sống. Đó là nội dung mà chúng tôi xin gửi đến quý khán thính giả và quý Phật tử xung quanh vấn đề biết chấp nhận những điều này thì cuộc sống sẽ an nhiên. Người đời thường đánh giá và chạy theo cái đẹp bề ngoài trước khi xét đến tính cách. Đa phần người đời xem trọng tiền bạc, không quan tâm đến cảm giác hay là hạnh phúc của người khác. Thường thì người nào bạn yêu thương nhiều nhất có khi sẽ là người làm bạn đau lòng nhất. Bạn bè, ranh giới của nó thật mong manh. Trong cuộc vui không biết ai là bạn tốt, lúc hoạn nạn mới biết bạn tốt thực sự là ai. Trên đời này, bạn rất hiếm hoi gặp được những người yêu thương bạn suốt đời như bố mẹ của bạn. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đông đầy niềm vui. Một chút nhường nhịn bước lui, nghe hồn thanh thản, biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chúm trà đề huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Sau đây là những nỗi khổ cần nhìn thấu để vượt qua. Thứ nhất là không vượt qua thất bại. Thất bại là chuyện thường tình. Có mấy ai trong đời chưa từng thất bại? Nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi. Những người thành đạt nhất thường chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Điều quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau vấp ngã. Đừng cứ nằm mãi ở nơi đó mà than thân trách phận. Bạn đang đợi ai đến giang tay cứu giúp đây? Cuộc đời bạn là do chính bạn quyết định. Đi con đường nào cũng là do chính bạn chọn. Nếu không biết đứng dậy sau khi vấp ngã, thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn. Thứ hai là không nhìn thấu chính mình. Không nhìn thấu được bản thân mình đang lạc trong vòng lẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau của sự náo nhiệt vô vị chính là những nỗi khổ lớn của đời người. Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất, nhưng thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình vốn là điều khó khăn nhất. Trong những bão giông cuộc đời, có nhiều điều khiến cho bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình. Không nhìn thấy được bản thân đang lạc vào một vòng lẩn quẩn, không thấy vết thương sau mỗi lần tranh đấu, không thấy nơi yên bình phía sau sự phồn hoa tấp nập. Bạn cũng không thể nhìn thấy đường về sau cả một kiếp nhân sinh mỏi mòn mệt mỏi, không thấy được niềm vui sau những nỗi buồn, không thấy được tấm chân tình giữa biển người xa lạ bao la. Thứ ba đó là tiếc nuối. Nếu cứ mãi miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng, thì cả đời ta sẽ dằn vặt không yên. Người ta rất dễ bị quá khứ theo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp đã từng có. Ta cứ luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm bây giờ chỉ còn như sương khói.
luyến tiếc những điều chưa thể làm dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, dù tất cả chỉ là hư vinh. Sống trong luyến tiếc cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là một cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu quá khứ nghĩa là còn sống trong một ngày dây dứt. Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi không thể thu lại được. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn. Thứ tư đó là không biết buông bỏ. Không buông bỏ được những người và sự việc đã đi xa, không dứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, cũng giống như mang theo tảng đá đi đường dài dằn dặm vậy. Thật khổ, thật mệt. Buông bỏ ở đây không chỉ là buông bỏ vật chất tiền bạc, mà còn là buông bỏ cái tâm sầu não phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại ghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn của bạn, khiến cho bạn chẳng có ngày nào yên bình cả. Buông bỏ cũng là cách Phật dạy để con người có thể rũ sạch trần ái, trở về với tính thuần hậu lương thiện nhất của mình. Như đã nói, không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường dạng dặm mà lưng vẫn cố cõng cả một tảng đá nặng. Làm sao bạn có thể đi đến với cuộc đời nếu cứ chấp nhất, cứ đem những gánh nặng, những ràng buộc kia? Cuộc đời không là bể khổ, chính ta tạo khổ cho mình. Chỉ khi cái nhìn đổi chỗ tâm hồn rạng ánh quang minh, nếu đánh mất đi nhiệt tâm, con người sẽ trở nên lạnh nhạt. Năm tháng qua đi, cứ trôi âm thầm một ngày, một đời không khác. Nếu đánh mất đi trọng tâm, bước chân của con người sẽ nghiêng ngả. Sống trong cõi đời thăng trầm, thiếu chỗ tựa nương buồn bã. Nếu mất đi thành tâm, con người dễ cùng giả dối. Đằng sau dáng vẻ ân cần thường đã ươm mầm phản bội. Nếu đánh mất đi nhân tâm, con người sát bên tàn nhẫn từ đồng loại đến hạ cầm ra tay, chẳng hề ân hận. Nếu đánh mất đi lương tâm, con người vô cùng nguy hiểm, đạp trên lẽ phải mà đi, bỏ mặc lương tri hành chuyện. Nếu đánh mất đi từ tâm, con người biến thành vô cảm, niềm đau, nỗi khổ tha nhân, một tia mắt nhìn lãnh đạm. Nếu đánh mất đi tính tâm, con người hoài nghi thất vọng, đóng cửa sống trong âm thầm, cho thế nhân toàn là hư hỏng. Nếu đánh mất đi chuyên tâm, con người sống không mục đích, khi thế này lúc thế kia, có thể nào là người hữu ích? Nếu đánh mất đi quyết tâm, con người sống trong giả dối, cứ lượn lờ rồi phân vân, không bước chân làm sao tới. Nếu đánh mất đi chân tâm, con người sẽ u mê, biên đạo tự mình xây ngục giam cầm, không biết đâu là lẽ đạo. Mất tâm đời liền chao đảo, thiếu tâm phiền não trùng dây. Nếu biết tâm trở về, thì chúng ta sống với bao nhiêu màu nhiệm hiển hiện. Khoảng lặng đầu ngày. Cuộc sống của mỗi người cũng giống như một cuốn sách vậy. Có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau, thì cuốn sách đó chẳng có gì thú vị cả. Phải có trang này, trang kia, thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Trải qua đau khổ, ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Cuộc đời gặp gỡ hay là ly tan đều là nhân duyên, thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Lúc nhỏ hạnh phúc là chuyện rất đơn giản, lớn lên rồi có thể sống giản đơn mới là hạnh phúc, để không uổng công đến đây. Một đời hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện, vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho tha nhân. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng bất an. Cuộc đời không có cái gì là tuyệt đối cả, mà luôn có sự bù trừ,
nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn hơn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh rốt cuộc chỉ có 2 phút rưỡi thời gian, 1 phút để mỉm cười, còn 1 phút để thở dài, và có nửa phút để thương yêu. Đời người không dài, không ngắn. Đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy cứ buông tay. Có một số người ta quên không được là vì ta không nỡ. Một số khác ta nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Đừng quá tin tưởng vào mắt của mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều bạn đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này mà quên mất cuộc sống vốn phải cần có rất nhiều người phối hợp. Bất luận là hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn hãy cứ dưỡng tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Đừng khóc thương quá khứ, bụi ấy đã xa rồi. Đừng có thấp thỏm ngày mai, tương lai còn sương khói. Từng phút giây mới, đừng lỗi hẹn hôm nay. Khéo sống bây giờ, ở đây đông đầy hoa hạnh phúc. Sau đây là những chặng sinh sống nửa đời về sau. Thứ nhất, nửa đời về sau hãy học được cách trầm tĩnh. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, ta đừng tranh luận. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai, khó có thể nói rõ ràng. Thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay là hoàn toàn sai. Thứ hai, nửa đời về sau thì hãy học cách cúi mình. Bạn bất đồng ý kiến với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Bạn có thể làm công việc nhà nào đó như lau nhà, giặt giũ chẳng hạn. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần dần lắng xuống. Thứ ba là, nửa đời về sau, hay đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Không có cơ hội nào lặp lại, lựa chọn rồi thì đừng hối hận làm gì. Có khi do duyên, do nghiệp đã thôi thúc khiến mình đã chọn lựa và gắn bó với những gì mình đã chọn lựa. Thứ tư là, nửa đời về sau hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Sống đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Hãy biết cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, nhận ra niềm vui của vận động cùng bạn bè, vui vẻ trò chuyện. Nửa đời về sau, hãy trở nên bình thản. Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Không quan trọng đời sống vật chất của ta dư giả hay là bần cùng. Chỉ cần nội tâm bình thản, chính là ta đang sống một cuộc đời hạnh phúc. Thứ sáu, nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững, điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết dụng về, thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn nặng nề và phiền não. Thứ bảy, nửa đời về sau, hãy thỉnh thoảng buông xả bản thân. Mỗi ngày ăn trái cây, rau quả, thực phẩm lành mạnh. Đừng cố thỏa mãn những thèm muốn ăn uống, vì thân thể phì nhiêu trong tuổi xế chiều thì ta sẽ đi đứng nặng nhọc biết chừng nào. Tuy nhiên, cũng không nên quá gò ép bản thân mình trong chuyện ăn uống. Thưởng thức mọi hương vị của cuộc sống trong sự chừng mực, ta sẽ cảm thấy tâm hồn và thể xác thanh tao hơn. Thứ tám, nửa đời về sau hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào thì họ cũng sẽ đối đãi với ta y như vậy. Cho nên hãy thường xuyên chúc phúc cho bạn bè, cho con cháu của mình, thậm chí với cả người xa lạ, ta cũng đừng tiếc một lời chúc phúc. Khi bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được dâng lên trong lòng giàu dạt những niềm vui. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp người. Vui buồn thành bại cũng qua thôi.
xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Lần kia người hỏi rừng cây, cây sống làm sao với bạn? Chúng tôi vui mọc sum dày, chở che nhau cùng hoạn nạn. Người hỏi mây trời phiêu lãng, thế nào bay lượn cùng nhau? Chúng tôi lòng không giới hạn, tán vào nhau thuở ban đầu. Rồi người hỏi thầm lá cỏ, chúng sống bạn bè ra sao? Mặt đất đang xen nương tựa, chia từng sương nắng gửi trao. Hỏi dòng sông xuôi năm tháng, thế nào nước nhịp nhàng trôi? Chúng tôi quyện quà nhau chảy, dù khi sóng dập gió dội. Rồi người gặng hỏi từng người, với nhau thế nào ta sống? Không ai một tiếng trả lời, những pho tượng cười di động. Đời còn dẫm nhau mà sống, người còn nặng những niềm riêng. Vì ngỡ kiếp người miên diễn, tình người đạo đức xô nghiêng. Người về thương người nhỏ lệ, cúi mình lại khắp thiên nhiên. Tiếp theo là bài thơ Đôi Khi. Đôi khi cần biết dại khờ, để lòng thanh thản một giờ bình an. Đôi khi cần bỏ tính toán, để bờ môi đó thênh thang nụ cười. Đôi khi chính bỏ là mười, để thôi câm nín một lời trao nhau. Đôi khi thấu hiểu niềm đau, để thôi phán xét những câu tuyệt tình. Đôi khi biết dở trang kinh, để tìm thấy lại an bình nội tâm. Đôi khi biết sống lặng thầm, để nhìn tỉnh thức ươm mầm nở hoa. Đôi khi cần biết lỗi ta, để lòng độ lượng thứ tha lỗi người. Đôi khi ngước mắt nhìn trời, để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân. Đôi khi cần biết dững dân, trước bao cám dỗ trói chân khổ đời. Đôi khi cần biết buông lơi, để nghe hơi thở là nơi chịu dàng. Đôi khi nhặt, đôi khi khoan, để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau. Đôi khi nhớ lúc ban đầu, để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng tự, để cho nghĩa sống bay trừ lên ngôi. Đôi khi biết lặng cái tôi, để đây với đó xa xôi lại gần. Đôi khi đạm bạc thanh bần, đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh. Đôi khi chuông mỏ tu hành, biết đời hơn thiệt đua tranh mãi đời. Đôi khi ngồi giống Phật ngồi, như như bất động nụ cười thiên thu. Để ngày nào dứt phàm phu, mở toang cánh cửa chân như bước về. Tiếp theo kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe 34 lời Phật dạy về an nhiên, giúp chúng ta mạnh mẽ trước mọi sóng gió. Thứ nhất, vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như? Hãy tịnh tâm mà an tĩnh trong thiền, khai trí tuệ, ta đi tìm bến giác. Thứ hai, mỗi người đều phải tìm thấy sự yên bình từ bên trong bản thân mình, và sự bình yên thực sự không thể bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Thứ ba, con đường là tự mình đi, cẩn thận một chút, đừng để ngã. Vợ là trời ban, yêu thương chút, đừng để mất. Bạn bè là để giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau chút, đó là điều nên làm. Hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ một chút, thoải mái trong lòng. Phiền não là tự mình chuốc lấy, quên nó đi, đừng quấn lấy mãi. Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tâm lòng yêu thương. Tình cảm là từ bồi dưỡng mà thành, cần thuần khiết đơn giản. Thành công thì phải trả giá, cần cố gắng và chịu vất vả. Thất bại là khó tránh, nghĩ thoáng một chút cần chấp nhận. Thứ tư,
hạnh phúc không phải là dơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc, tất vận mệnh sẽ tươi đẹp. Thứ năm, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không còn kịp nữa. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả được. Thứ sáu, nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai. Tâm bất động, nhân không vọng động. Người không động tâm thì không làm bậy. Người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn. Thiện ác sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. Thứ bảy, người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại. Tốt nhất nên biến thành hư nguyện. Chỉ nên thành tâm mà làm, còn viên mãn hay không thì còn phải tùy duyên. Thứ tám, nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không có cách nào gây phiền não cho bạn được, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. Thứ chín, Nam Mô Di Lặc Tôn Phật, nguyện cầu cho tất cả đêm yên giấc an lành, trong niềm vui pháp hỷ, đạo màu đang bước đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ mười, Phật tại tâm. Phật không ở đền chùa miếu mạo, mà ở trong sự nhận thức, giác ngộ của tự bản thân mỗi người. 11. Vạn pháp duy tâm tạo. Con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. 12. Có sinh thì ắt có diệt, có hợp ắt có tan, có thịnh ắt có suy. Khi bạn vui thì hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Còn khi bạn đau khổ cũng hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường. 13. Nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai. Tâm bất động, nhân không vọng động. Người không động tâm thì không làm bậy. Người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn. Thiện ác sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. 14. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. 15. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy sẽ không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi nếu ta biết sẻ chia. 16. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. 17. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện ra rằng có người không có chân. 18. Người có trí tuệ hãy thổi bay đi những cấu quế của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch đi những cặn bã của chất bạc, từng tí một, từng cái một và từng lúc một. 19. Thiền định mang lại sự thông tuệ, không thiền định sẽ dẫn đến vô minh. Hiểu rõ những gì dẫn dắt bạn hướng về phía trước, những gì cản trở bạn và lựa chọn con đường dẫn đến sự thông tuệ. 20. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. 21. Là buông xả mọi phiền não trong cuộc sống để tâm bình an là niềm hạnh phúc lớn nhất của mọi người. 22. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 23. Những ai phá hủy được cội nguồn của sự ghen tị sẽ luôn bình yên trong tâm hồn. 24. Để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem hạnh phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực
và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Nếu một người có thể làm chủ suy nghĩ, người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người đó. 25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não. Buông tình chấp, bạn mới được tự tại. 26. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ, thì đừng nên thoát một mình. 27. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thực để thắng giả dối. 28. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. 29. Không thể nào tìm thấy hạnh phúc nếu chúng ta không nhìn vào hiện thực mà chỉ biết đuổi theo ảo giác. Hiện thực không tốt đẹp cũng chẳng xấu xa gì cả. Vạn vật là như thế, không thể nào đúng với ý mình mong muốn mà là phải như thế. Quán thấy và chấp nhận điều ấy chính là một trong những chiếc chìa khóa mang lại hạnh phúc. 30. Cả đời này đã định sẵn, chúng ta không mang theo được cái gì. Vậy thì hãy sống vào lúc này, cười vào lúc này, giác ngộ vào lúc này vậy. Đó là điều khiến con người thanh thản. 31. Không loạn bởi tâm, không vướng bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ. 32. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì trong lòng họ không bao giờ được thanh thản. 33. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc, gian nan, vất vả. Bất kỳ phúc báo nào cũng đều có nguồn gốc của nó. Tựa như phú quý đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm nhường, dung mạo đẹp đẽ đến từ tính tình dịu dàng, thiện lương. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý Phật tử và các bạn xung quanh vấn đề tướng do tâm sinh, dung mạo đẹp đẽ cũng là một loại phúc báo. Con người ta sau khi đã đến tuổi trung niên, liền thể hiện ra tướng mặt, sự ảnh hưởng tính cách mà đời này mang đến. Những người hiền lành chất phác phần đông là có tướng mặt phúc hậu. Những người có tính nhu hòa thì tướng mặt dịu dàng đẹp đẽ. Những người tính tình cực kỳ thô bạo thì thường là bộ mặt dữ tợn. Có rất nhiều người phụ nữ trung niên phẩm hạnh không được tốt lắm, thường thường có tướng mặt hà khắc. Đây chính là tướng bạc mệnh, tướng khắc phu đã được nhiều người nói đến. Trên thực tế không phải là tướng mạo do trời sinh, mà là bản tính và là hành vi dung dưỡng trong một thời gian dài phản ánh trên gương mặt. Những tướng mạo này cũng đang báo trước vận mệnh tương lai của người đó. Thuật xem tướng cũng là một loại tích lũy kinh nghiệm. Tướng do tâm sinh, từ mặt mà quan sát rõ cái tâm, từ cái tâm mà thấy rõ được tương lai là vậy. Như vậy thì căn nguyên tướng mạo trong suốt thời gian dài của tuổi thơ và đến khi trưởng thành là gì? Tướng mạo đặc trưng có liên quan tới nhân tố di truyền của cha mẹ. Ngoài hình gương mặt có liên quan tới bản tính tiên thiên, nhận được mức độ vẻ đẹp và thói quen của một đời trước mang đến. Nửa đời trước của người ta là sống với sự ảnh hưởng của kiếp trước, nửa đời sau phần nhiều là sống với sự ảnh hưởng của nửa đời sau. Vậy nên mới nói là sau khi con người ta đến tuổi trung niên thì phải chịu trách nhiệm với gương mặt của chính mình. Lòng từ bi cũng là một nhân tố đặc biệt quan trọng. Những người dường như có lòng yêu thương thường thường từ trong đến ngoài tỏa ra một loại ánh hào quang hơn người, khiến cho người ta càng nhìn thì càng thuận mắt, càng lúc càng thích tiếp xúc với người đó. Còn những người quá tư tự, giảo hoạt, so đo là rất không dễ nhìn. Thậm chí, dung mạo dẫu có may mắn đẹp đẽ đi nữa, thì trên gương mặt dần dần cũng sẽ thể hiện ra một số chỗ khiến cho người ta không thích. Ví dụ như gương mặt không hòa khí,
cứ cho là cái nhìn đầu tiên thuận mắt, tiếp xúc nhiều hơn một chút thì sẽ thấy không còn hấp dẫn gì nữa. Xin bạn hãy tin rằng tướng mạo là có thể từ từ mà cải biến, nhất là những tướng mạo tốt đẹp là sẽ từ trong ra ngoài tỏa ra một loại sức hấp dẫn, khiến cho người nhìn vào sẽ sinh lòng ái mộ. Rất nhiều lúc xinh đẹp hay không là sinh ra từ cái nhìn trong tâm của người ta. Nhìn người tình mà cứ ngỡ như thây thi chính là đạo lý này. Vì vậy, nếu như muốn có tướng mạo xinh đẹp, trước hết cần có một tâm hồn đẹp đẽ. Thứ nhất là những người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, cuối cùng sẽ không chịu thiệt. Những người có thể chịu thiệt, nhân duyên tất nhiên sẽ tốt. Những người nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều hơn. Một đời của người ta có thể nắm bắt được một hai lần cơ hội cũng đã đủ rồi vậy. Thứ hai là những người thích chiếm lợi thế cuối cùng cũng không chiếm được lợi thế gì cả, chỉ nhặt được một cọng cỏ mà mất đi cả cánh rừng. Thứ ba là những người tâm địa hẹp hòi, tấm lòng không sao rộng rãi được. Trong lúc bạn bè tụ họp, câu chuyện của họ không lúc nào rời khỏi bản thân và người trong nhà mình. Thật đúng là con ốc sên chuyển thế, nội tâm trống rỗng tư tư. Trong lòng chỉ có chuyện trong nhà mình, ngoài ra những chuyện khác chính là không có liên quan gì đến họ cả. Thứ tư là chỉ có trân quý duyên phận mới có thể tiếp tục duyên phận. Trên đường đời này chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người. Thật ra có duyên mới có thể gặp nhau. Người thân phần nhiều là bạn thân trong đời trước, bạn thân phần nhiều là người thân trong đời trước. Những người mang đến phiền não cho bạn phần nhiều là những người bạn đã từng làm tổn hại họ trong đời trước. Vì vậy, hãy nhớ kỹ là hãy đối xử tốt với người thân bên cạnh, quan tâm đến bạn bè bên cạnh, khoan dung với những người đã làm tổn hại bạn. Đấy chính là nhân quả. Thứ năm là trong tâm không có khuyết điểm gọi là phú, được mọi người cần đến thì gọi là quý. Vui vẻ không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lực. Thứ sáu là cách tốt nhất để giải quyết phiền não chính là quên đi phiền não. Thứ bảy là nhìn cười mấy gió nhạt, ngồi đối diện áng mây. Không tranh chính là từ bi, không cãi chính là trí huệ, không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, biết đủ chính là buông bỏ. Thứ tám là không loạn bởi tâm, không vướng bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ. Thứ chín là cả đời này đã định sẵn, chúng ta không mang theo được cái gì. Vậy thì hãy sống vào lúc này, cười vào lúc này và giác ngộ vào lúc này vậy. Tiếp theo là những việc chúng ta phải học cả đời, không có khái niệm tốt nghiệp. Thưa các bạn, học để tích lũy kiến thức, thành tựu. Bằng cấp khó, nhưng sao bằng cách học, chuyển hóa bản tính bất thiện của chính mình, trở nên hoàn thiện. Đó là học việc học làm người, suốt cả đời chẳng thể tốt nghiệp được. Học làm người là học cả đời, không có bằng cấp hay thành tựu nào có thể đánh giá khóa học làm người ấy. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp, nhiệm màu và hạnh phúc hơn mỗi khi người ta tự biết quan tâm tới việc hoàn thiện chính bản thân mình bằng cách nỗ lực trong việc học làm người. Thứ nhất là học nhận lỗi. Có ai trên đời này là chịu nhận lỗi lầm, phần thua thiệt về mình bao giờ? Tất cả mọi lỗi lầm, điều xấu đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, mới hoàn hảo. Thật ra, không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn nhất. Thứ hai là học tĩnh tâm nhu hòa. Răng của người ta rất cứng, lưỡi của người ta thì rất mềm. Đi hết cuộc đời này, răng người ta rụng hết, nhưng cái lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cây to lớn trước gió dễ dàng bị quật ngã, nhưng những cành trúc, cành tre nhỏ bé
lại bền bỉ, dẻo dai. Bởi thế cho nên, cần phải học mềm mỏng, nhu hòa, thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập. Thứ ba là học chữ nhẫn. Mọi việc trên thế gian này, nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nhẫn dạng sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết quá giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Thứ tư là học thấu hiểu bao dung. Cuộc sống thiếu thấu hiểu, ít bao dung, sẽ nảy sinh những thị phi, những tranh chấp, hiểu lầm phức tạp. Mọi người cần thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ nhau cùng hướng tới cuộc sống bình an, tốt đẹp. Không thông cảm lẫn nhau thì làm sao có thể hòa bình cho được. Thứ năm là học buông bỏ. Cuộc đời được ví như một chiếc vali. Lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Có người lúc cần đặt xuống thì lại không chịu buông tay. Bản thân không được tự tại, trái lại luôn mệt mỏi vì lúc nào cũng đè bồng túi hành lý nặng nề đó. Năm tháng cuộc đời có hạn. Nhận lỗi, tôn trọng, bao dung mới làm cho người ta chấp nhận mình. Biết buông bỏ thì mới tự tại được, tâm mới yên tĩnh, cuộc sống mới an lạc. Thứ sáu là học cách đồng cảm. Nhìn thấy ưu điểm của người khác, chúng ta nên hoan hỷ. Nhìn thấy điều không may của người khác, chúng ta nên đồng cảm. Đồng cảm là tâm thương yêu, tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề. Trong cuộc đời, có chứng kiến những chuyện cảm động, lời nói cảm động thì bản thân cần nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động, đồng cảm để tất cả cùng nhau hướng thiện. Thứ bảy là học sinh tồn. Thân thể là cha mẹ cho ta. Đâu vì chút thất vọng buồn bực của bản thân mà nghĩ tới điều tiêu cực hay muốn lìa xa trần thế. Để sinh tồn, chúng ta phải sống và duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Khi thân thể khỏe mạnh, không những có lợi cho bản thân mình mà còn làm cho gia đình, cho bạn bè yên tâm. Đó cũng được coi là những lợi lạc của bệnh tật. Để chuyển đổi các vấn đề bất ổn thành điều hạnh phúc vui sướng, chúng ta phải học cách nhìn thấy chúng như điều gì đó thích thú. Khi ấy, thay vì quấy nhiễu chúng ta, các vấn đề bất ổn sẽ giúp ta đạt được những thực chứng của con đường tu giác ngộ. Và như vậy mới đích thị là sự điều trị bệnh tận gốc cho thân và tâm. Như vậy chúng ta không những điều trị thân tâm của ta, mà còn điều trị thân tâm của tất cả chúng sinh hữu tình đang đau khổ. Sẽ không có lợi lạc gì khi thừa nhận một tình huống nhất định nào đó, nhất thiết phải là một vấn đề bất ổn. Làm như vậy chỉ tự hành hạ mình và khiến cho mình cảm thấy bất hạnh. Một khi cảm thấy rất bi quan, như thể sống trong sương mù đen tối, với cách suy nghĩ rằng tất cả những gì ta có trong tay toàn là bất ổn, toàn là những chuyện không muốn có, ngay lập tức bạn hãy biết rằng đó là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Vì đó chẳng qua là cách nhìn của một trong nhiều tâm của chúng ta. Theo cách nhìn của tâm này thì đó là một vấn đề bất ổn, nhưng theo cách nhìn của tâm khác thì đó không phải là một vấn đề. Vì vô minh và lười biếng, chúng ta chọn một cách nhìn đen tối về các sự việc, nhưng chúng ta không thể chọn những cách nhìn khác. Theo cách nhìn của tâm tích cực thì không có vấn đề bất ổn nào cả. Thay vì làm cho tình huống trở nên đau khổ nhiều hơn, chúng ta có thể chọn cách nhìn nó một cách tích cực và thậm chí có thể thích thú nó với ý thức rằng nó đang nâng đỡ chúng ta trong việc hiện thực hóa con đường tu giác ngộ. Tâm lý cơ bản của việc chuyển hóa tư tưởng là phá vỡ quan niệm sai lầm của chúng ta về các vấn đề và thay vào đó hãy sản sinh một tâm hạnh phúc nhìn ngắm từng vấn đề với tính cách tích cực. Quá trình cơ bản này có thể loại bỏ bệnh trầm cảm, sự cô đơn và tất cả các vấn đề khác nữa mà trước đây dường như không có cách giải quyết. Để tận hưởng các vấn đề bất ổn, chúng ta phải suy xét về lợi lạc của chúng một cách hiệu quả
và bao quát với mức độ càng nhiều càng tốt. Chúng ta phải suy xét các lợi lạc này từ nhiều góc cạnh. Có nhiều lợi lạc khác nhau được nêu ra trong cuốn Nhập Bồ Tát Hạnh, cũng như trong nhiều luận giảng về chuyển hóa tâm thức. Và chúng ta có thể suy ngẫm tỉ mỉ về các lợi lạc này dựa trên kinh nghiệm và trí tuệ của chính bản thân ta. Sử dụng bệnh tật để rèn luyện trong thiền định. Những vấn đề bất ổn có thể đem lại cho chúng ta niềm vui, khuyến khích chúng ta phát sinh con đường tu giác ngộ, sao cho chúng ta hoàn toàn thoát khỏi tất cả mọi khổ đau và nhân của khổ đau, bằng cách loại bỏ những hạt giống vô minh và các chủng tử của chúng. Một khi vô minh chấm dứt, chúng ta sẽ thôi không thực hiện những hành vi thôi thúc bởi mê lầm, và nhờ đó chúng ta không còn tạo ra nhân của khổ đau nữa. Rồi thì chúng ta có thể dẫn dắt tất cả chúng sinh khác tới hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn. Những tình huống được gọi là vấn đề bất ổn hiển nhiên sẽ bắt buộc chúng ta phải thiền định, phát triển tâm mình. Bệnh tật hay các vấn đề khác là những lý do để chúng ta thực hành thiền định và phát triển những phẩm chất bên trong. Nói cách khác, bệnh tật buộc chúng ta thực hành thiền định, như vậy cho chúng ta cơ hội kết thúc mọi vấn đề cùng với nhân của chúng. Trên thực tế, nó giúp chúng ta chấm dứt không chỉ bệnh tật, mà còn giúp chấm dứt từng vấn đề cùng với nhân của chúng. Chúng ta đạt được lợi ích tối thượng này từ bệnh tật nếu chúng ta thực hành thiền định, làm chuyển hóa chất độc thành nước cam lồ. Tùy theo năng lực và kỹ năng riêng của mình trong thiền định, chúng ta chuyển hóa chất độc của bệnh tật trở thành nước cam lồ, sao cho thay vì hãm hại chúng ta, nó sẽ giúp ích cho ta. Bệnh tật hỗ trợ sự phát triển của chúng ta trên con đường tu giác ngộ. Vì lý do này, chúng ta xem bệnh tật như suối nguồn hoang lạc. Sử dụng bệnh tật để loại bỏ tâm kiêu ngạo. Một trong những lợi ích của bệnh tật là chúng ta có thể sử dụng nó để loại bỏ tâm kiêu ngạo. Chính tâm này đã tạo ra nhiều khiếm khuyết. Mỗi lần kiêu ngạo nổi lên sẽ để lại chủng tử trong tâm thức. Và đến khi các chủng tử trở nên